Xin chào YouTube, và chúng ta hiện tại đang di chuyển đến Time Vinschool ở Time City. Như các bạn đã thấy, hôm nay là một ngày trời mưa. You ain't really fuck with me way back then, but how about now? Cause I'm up right now, and you simply suck right now. Hey, you would never give me play back then, but how about now? Bitch, I'm up right now. Vì sáng nay quên vội không kịp đi ăn, thì protein bar đến từ Gym Store sẽ là sự lựa chọn cho một bữa sáng thay thế với 20g protein. Hiện tại mình đang khá là hồi hộp trước khi được nói chuyện với cả 120 bạn trẻ tại Vinschool Time City. Mong là mọi chuyện đều ok và rất là ổn. Mong là có thể mang lại một cái giây phút giải trí cho các bạn. Okay. Lấy kia đi. Mục tiêu của em là gì? Bắt đầu từ bây giờ.
把你包好，给你那个然后就入行车里面，你在车，给你就入行车里面。因为注册包有进去以后，那咱们公司就会有啦。哎，给你公司去写吧，写完你看嘛，就打丰富点啦，好处都可以。对，那个东西不开啦，好处都可以啦，给你们帮助。你给那个，哦，那还是先给你，找了哎，给那个人家给你给你。What the hell? Trường Vin School ở Tham City đã đón tiếp quý vị ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.